Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Bây giờ sáng sớm các bạn, mình đi làm mà mình thấy trời sương mù quá các bạn. Quay cho các bạn xem chút nha. Sương mù ghê á. Theo thời tiết là hôm nay cũng gió nhiều đó, mà sáng nay mình chưa thấy gió nhiều, thấy sương mù thôi. Phía trước mình là có một cái bùng binh nè đó. Quen đường thì mình nhìn, mình biết từ đằng xa thôi chứ thật ra không thấy luôn á các bạn.
Hồi nãy giờ là cũng ra tới xa lộ rồi đó các bạn. Bây giờ mình xin phép được kết thúc video ở đây nha các bạn nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày mới thật là an lành nha các bạn.